ra mắt thị trường Việt Nam và Việt Nam Motor Show 2022, MG4 EV đã gây ấn tượng với tất cả người dùng. Sau 2 năm, mẫu xe này đang được dò dỉ sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Mẫu xe điện mới của nhà MG có gì đặc biệt? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này nhé! Ra mắt Trung Quốc vào tháng 6 của năm 2022, ra mắt châu Âu vào tháng 7 của năm 2022 và ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10 của năm 2022 trong sự kiện Việt Nam Motor Show 2022. Có thể thấy, MG4 EV không phải là một mẫu xe mới đối với thế giới. Thậm chí, mẫu xe này còn lọt vào trong những chiếc xe điện bán chạy nhất tại Anh, nên có thể thấy MG4 EV đang được đón nhận tốt tới cỡ nào. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, thì mãi tới tận năm 2024, MG4 EV mới chuẩn bị về đến thị trường Việt Nam. MG4 EV được xây dựng trên hệ khung gầm MSP, có kích thước dài, rộng, cao là 4.287 x 1.836 x 1.504 mm, chiều dài cơ sở của xe là 2.705 mm. Khi về tới thị trường Việt Nam, MG4 EV sẽ cạnh tranh trực tiếp với một mẫu xe điện, đó chính là VinFast VF6 với kích thước gần như tương tự. MG4 EV có công nghệ pin cực kỳ ấn tượng, đó chính là chiếc xe này sở hữu mẫu pin mỏng nhất từng được SAIC Moto sản xuất ra, có độ dày chỉ 110 mm, giúp cho mẫu xe này chỉ nặng 1.665 kg mà thôi. Số cân nặng này là nhẹ hơn rất nhiều so với đối thủ trực tiếp, đó chính là VinFast VF6. MG4 EV được trang bị hai công nghệ pin, đó chính là công nghệ pin LFP và công nghệ pin NMC, với cục pin bé nhất là cục pin LFP 51 kWh, các phiên bản cao hơn là pin NMC 64 kWh, 77 kWh, cho quãng đường di chuyển cao nhất lên tới 520 km. Về thiết kế bên ngoài, MG4 EV là một mẫu crossover lai với cả hatchback, với phần đuôi vuốt nhẹ và phần kính phía sau khá hẹp. Điểm nhấn phía trước đó chính là cụm đèn full LED đặt chéo, chia làm hai tầng với dải đèn định vị ban ngày và đèn pha ở phía dưới. Phần cản trước của xe được làm theo thiên hướng khí động học thể thao, tạo nên vẻ ngoài hiếu chiến cho mẫu xe này. Phần xi nhan sẽ được đặt thấp ở phía bên dưới, khéo léo giấu vào bên trong phần cản trước. Nhìn chung, thiết kế của MG4 EV rất thể thao, nhiều đường nét mượt mà, thích hợp cho những người trẻ. Ở nước ngoài, MG4 EV có 4 phiên bản động cơ, cho ra những mức công suất, sức mạnh khác nhau. Đầu tiên đó chính là phiên bản Standard Range với một motor ở phía sau, cho ra 168 mã lực và 250 Nm mô men xoắn cực đại. Phiên bản thứ hai là phiên bản Long Range với một motor ở phía sau, cho ra 201 mã lực và 250 Nm mô men xoắn cực đại. Phiên bản tiếp theo có tên là Extended Range, cũng với một motor ở phía sau thôi, nhưng lại cho tới 241 mã lực và 350 Nm mô men xoắn cực đại. Bản cuối cùng, bản mạnh nhất, mang tên là X-Power, có hai motor ở cầu trước và cả ở cầu sau, cho ra tổng cộng 429 mã lực và 600 Nm mô men xoắn cực đại. Thời gian tăng tốc từ 0 lên 100 km/h của mẫu xe này chỉ vỏn vẹn 3,8 giây. Theo như cá nhân mình dự đoán, nếu MG4 EV về tới Việt Nam thì sẽ chỉ có hai phiên bản, đó là Standard Range và Long Range. Sức mạnh động cơ của hai phiên bản này là vừa phù hợp với điều kiện giao thông đô thị ở Việt Nam, vừa giúp cho mẫu xe này có giá thành tốt hơn để cạnh tranh với các đối thủ. Đi vào trong phần nội thất của MG4 EV, nhà sản xuất này đã lược bỏ đi gần như tất cả các nút bấm. Cụm cần số núm xoay đi kèm với phanh tay điện tử được thiết kế theo dạng bay lơ lửng ở giữa xe. Bên trên là màn hình giải trí 10,25 inch đi kèm một vài nút bấm cơ bản. Đằng sau vô lăng cũng là màn hình thông tin nhỏ với kích thước là 7 inch, cụm vô lăng thiết kế vát hai đáy, nhìn đẹp theo thiên hướng tương lai. Ở phiên bản thường thì ghế sẽ là ghế nỉ chỉnh tay 6 hướng, lên tới phiên bản Trophy thì sẽ có ghế da, chỉnh điện, có sưởi ghế và cả sưởi vô lăng. Nhìn chung đây là tất cả những trang bị của MG4 EV ở thị trường nước ngoài, còn khi về tới thị trường Việt Nam để biết được thông số cũng như là trang bị của mẫu xe này như thế nào thì hãy chờ video của Xế Cưng trong thời gian sắp tới nhé. Tổng kết lại, MG4 EV sẽ là một chiếc xe điện khá thú vị nếu chiếc xe này về tới thị trường Việt Nam. Đây là một mẫu xe đã thành công ở châu Âu, về Việt Nam sẽ cạnh tranh với một mẫu xe điện, đó chính là VinFast VF6. Các bạn có dự đoán gì về giá của mẫu xe này? Hãy cùng để lại một bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.